Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh của chúng tôi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những thông tin quan trọng khi sử dụng sản phẩm Relay Extra 325SC nhé. Trong cái thời gian qua, bà con chúng ta sử dụng sản phẩm Relay Extra 325SC thì chúng ta thường có những cái câu hỏi. Ví dụ như là Relay Extra phun được những giai đoạn nào trên lúa? Rồi liều lượng sử dụng và Relay Extra có phun được bằng máy bay hay không? Rồi phun tăng liều Relay Extra có ảnh hưởng đến lúa hay không? Rồi phun Relay Extra thì năng suất có tăng lên được bao nhiêu phần trăm, Relay Extra bao lâu thì mưa không rửa trôi và thời gian lưu dẫn của nó như thế nào, cách nhận diện hàng chính hiệu của Relay Extra và phun Relay Extra cử tim đèn và sao trổ được hay không, có cộng với thuốc khác được hay không. Thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết câu thứ nhất là Relay Extra phun được những giai đoạn nào trên lúa. Đối với nhà sản xuất họ khuyến cáo thì cái Relay Extra phun được ở cái cử thứ nhất, đó là cái cử no đồng, đồng no, tức là cái giai đoạn mà lúa chúng ta nó đã hình thành đầy đủ cái bông và nó đang chờ cái hình thành thêm cái hạt phấn và để nó trổ ra ngoài. Thì giai đoạn đó là cử phun đầu tiên, và trên nhãn chai có thêm một cử phun nữa, đó là cử phun ở giai đoạn sau khi lúa trổ đều. Như vậy thì để làm thế nào chúng ta xác định được cái giai đoạn đồng no để chúng ta tiến hành phun thuốc? Thì ở đây chúng ta nhớ là giai đoạn đồng no là cái giai đoạn mà nó có cái cổ lá đồng và cái cổ lá thứ hai nó ngang nhau như thế này, hoặc là nó chênh lệch nhau khoảng chừng 2 cm. Thì chúng ta chỉ cần nhớ là cái giai đoạn lúa của mình đó, nó có khoảng 100 ngày, thì chúng ta trừ đi 45 ngày thì nó ra 55 ngày là tới cái giai đoạn này. Còn nếu như lúa 100 ngày thì 5 ngày thì chúng ta trừ đi 45 thì còn 60 ngày. Đó. Thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta lấy cái thời gian sinh trưởng của cây lúa, chúng ta trừ đi 45 ngày. Nó sẽ ra cái thời gian mà cây lúa chúng ta có cái giai đoạn đồng no để chúng ta tiến hành phun cái sản phẩm Relay Extra 325SC của Syngenta. Câu thứ hai là liều lượng sử dụng và Relay Extra có phun được bằng máy bay hay không? Thì câu trả lời là cái liều lượng sử dụng là đối với lại Relay Extra trừ cái đốm dằn và lem lắp hạt là liều là 0,4 lít trên 1 hecta. 0,4 lít trên 1 hecta. Chúng ta có thể áp dụng phun bằng bình máy hoặc là phun bằng công nghệ máy bay với cái liều lượng là vẫn giữ nguyên đúng liều là 0,4 lít trên 1 hecta để chúng ta áp dụng các cái công nghệ trong cái khâu xử lý trên đồng ruộng của mình. Và câu thứ ba là phun tăng liều Relay Extra có ảnh hưởng gì đến cây lúa hay không? Thì với cái câu này chúng ta cần phải quan tâm, đó là trên đồng ruộng của mình chúng ta tăng liều để làm gì? Và các nhà khoa học thì họ nghiên cứu, các nhà khoa học của Syngenta họ nghiên cứu rằng là và thử nghiệm thực tế trên đồng ruộng thì liều là 0,4 lít trên 1 hecta. Đây là cái liều mà Relay Extra nó ở cái mức hiệu quả quản lý tốt được bệnh hại và hiệu quả về kinh tế đầu tư của bà con nông dân. Nên trên thực tế thì bà con chỉ cần sử dụng liều này là đạt được hiệu quả kinh tế và phòng trừ được hiệu quả cái bệnh hại cũng như là hiệu quả đầu tư của mình tốt hơn. Và thực tế có nhiều nông dân họ đã xử lý cái sản phẩm Relay Extra này thử thì với cái liều gấp 2 hoặc là gấp 3 vẫn an toàn cho lúa, vẫn có thể như vậy. Thì chốt lại một điều là bà con vẫn có thể tăng liều nhưng mà nó hơi tốn chi phí đầu tư của mình, nên chúng ta chỉ cần phun đúng liều là được. Câu số 4, khi phun Relay Extra thì năng suất tăng được bao nhiêu phần trăm? Cái này chúng ta sẽ cùng nhau xem về cái hiệu ứng mang lại của sản phẩm Relay Extra. Thứ nhất là hiệu ứng mang lại về cái hiệu quả kiểm soát lem lép hạt. Về tỷ lệ phần trăm thì cái kiểm soát lem lép hạt của cái giải pháp Syngenta với Relay Extra nó chỉ có 3,2% tổng số hạt bị lem lép thôi. Còn đối với lại cái đối chứng thì nó chiếm 13,5% và so với tập quán địa phương thì 62%, tức là nó chỉ bằng 50% tập quán địa phương và nó giảm được tới 75% tỷ lệ lép của so với lại đối chứng. Chính như vậy mà đây là một cái giải pháp nó giúp chúng ta tăng được cái năng suất nhờ vào cái trọng lượng gạo nó nặng hơn. Đây là cái phần mà lép lửng, chúng ta thấy là sau khi để vô trong nước thì cái sản phẩm Relay Extra nó có cái hạt lúa làm ra nó trọng gạo và nó nặng hơn, nó ít hạt lép hơn ha. Và cái kết quả thí nghiệm từ Syngenta về cái hiệu ứng cây khỏe xanh lá cho thấy rằng là khi mà chúng ta phun xong ở giai đoạn khoảng 7 ngày thì cái ruộng có phun Relay Extra cái màu nó xanh đẹp hơn, với cái chỉ số màu nó là 8,5% so với lại đối chứng và 4,5% so với lại cái tập quán địa phương. Và cái này là hiệu ứng cây khỏe sau khi mà giai đoạn gần ngày thu hoạch. Thì chúng ta thấy gần ngày thu hoạch thì cái lá nó có cái màu óng ả ha, và nó vô hạt gạo màu vàng sáng rất là đẹp, màu lúa vàng sáng rất là đẹp. So với tập quán địa phương thì chúng ta thấy rằng là cái lá nó có dấu hiệu là nó vàng và khô ngay từ sớm hơn. Và đối với lại cái đối chứng thì chúng ta thấy là cái bệnh lem lép hạt rất là nhiều. Như vậy thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, tại vì nó tăng hơn
10% cái mức độ ý nghĩa so với đối chứng và 5% so với tập quán địa phương về cái màu sắc cũng như là cái mức độ khỏe của cây để nó đẩy cái hạt gạo vào mẩy chắc tới cậy. Và các cái kết quả từ các cơ quan nghiên cứu hiệu quả về năng suất và chất lượng cho thấy rằng là ở vườn lúa đồng bằng sông Cửu Long hay là trung tâm nghiên cứu Đồng Tháp 10, phát triển nông nghiệp Đồng Tháp 10 có 4 thí nghiệm thì cho thấy rằng là năng suất cái giải pháp của Syngenta với lại Relate Atra là nó đạt 5,66 tấn trên 1 hectare. Giải pháp khác là 5,45 và giải pháp khác thứ hai là 5,22 so với lại đối chứng là khoảng 4,52 tấn trên 1 hectare. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái giải pháp này nó sẽ đem lại được một cái hiệu quả là giúp cho cái năng suất của bà con chúng ta tăng lên đâu đó khoảng 1,1 tấn so với đối chứng. Và đây là cái nghiên cứu cho thấy sau khi họ làm ra xong thì lấy cái sản phẩm đó đi test các cái dư lượng thì cho thấy rằng là cái giải pháp của cái sản phẩm Relate Extra nó giúp cho bà con chúng ta có thể hoàn toàn phù hợp để xuất khẩu nông sản sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Câu 5, phun Relate Extra bao lâu mưa không rửa trôi và thời gian lưu dẫn như thế nào? Thì chúng ta cần phải biết tới cái công nghệ khóa kép của sản phẩm Relate Extra. Thứ nhất đó là nó khóa chặt trong cái lớp sáp của cái lá lúa nên là khi chúng ta phun lên xong thì sau 1 giờ không sợ mưa rửa trôi và cái hiệu quả kiểm soát nấm bệnh của nó đối với đốm vàng là 98%. Nên là chúng ta cần phải lưu ý ha, đối với lại cái sản phẩm Relectra chỉ cần 1 giờ sau phun là không sợ mưa rửa trôi. Cái thứ hai là thời gian hiệu lực phòng trừ bệnh của nó là kéo dài được bao lâu. Thì cái sản phẩm Relectra này nó có cái công nghệ khóa kép thứ hai đó là khóa vào cái men SDH của nấm bệnh nên là cái hiệu lực của nó kéo dài tới 28 ngày sau khi phun. Như vậy thì đối với sản phẩm Relectra là chúng ta lưu ý hai điều. Thứ nhất là không sợ mưa rửa trôi sau khi phun 1 giờ. Thứ hai là thời gian hiệu lực kéo dài của nó đến 28 ngày sau khi phun. Câu số 6 là cách nhận diện hàng chính hiệu của sản phẩm Relate Extra. Thì điều đầu tiên nhất là chúng ta nhận dạng cái sản phẩm Relate Extra này, chúng ta nhìn trên cái nắp chai là chúng ta thấy nó có cái màu xanh như thế này và nó trên nắp nó có cái chữ nổi của cái logo sản phẩm Syngenta và ở trên thân chai cũng có logo nổi Syngenta và ngay phía dưới cái logo Relate Extra 325SC này nó cũng có logo Syngenta và khung hình khói nó có cái mầm và cái lá mầm cách điệu như thế này. Và đặc biệt một điều đối với cái sản phẩm Relate Extra là nó có một cái công nghệ nhận diện hàng chính hiệu mới của Syngenta, đó là công nghệ xác định bằng tia UV. Khi mà chúng ta cầm chai Relate Extra chúng ta đưa ra dưới ánh nắng mặt trời thì cái tia UV nó chiếu vào chúng ta sẽ thấy trên cái nhãn chai, khắp cái nhãn chai này nó sẽ xuất hiện cái dòng chữ là Relate Extra và Syngenta nằm xen kẽ nhau theo một cái chiều xéo như thế này và nó nằm khắp trên cái nhãn chai này nên là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm Relate Extra trên đồng ruộng cũng rất là tiện. Chỉ cần chúng ta cầm cái chai thuốc ra và chúng ta chuẩn bị pha thuốc thì mình đưa ra ánh sáng mặt trời là chiếu vào trong vòng khoảng 3 tới 5 giây là những cái dấu hiệu nhận biết này nó sẽ xuất hiện lên. Đó là một cái công nghệ rất là mới của Syngenta. Câu số 7, phun Relate Extra ở cử tim đèn và sao trổ được hay không? Có cộng được với các thuốc khác hay không? Thì chúng tôi trả lời với lại quý vị là đối với lại cái cử tim đèn và cái cử sao trổ thì chúng ta phun cái Relate Extra vẫn được bình thường. Tuy nhiên, cái hiệu quả cao nhất và đem lại cái tác động tốt nhất là cái giai đoạn mà đồng no chúng ta phun để giúp cho cái việc giảm sốc sinh học ở trên cây lúa cũng như là giúp cho cây lúa tạo được cái hạt phấn khỏe mạnh hơn. Khi mà nó trổ ra nó sẽ giao phấn tốt, giảm đi cái tỷ lệ lép dọc đường cũng như là quản lý dịch bệnh tốt nhất ở giai đoạn này. Còn giai đoạn tim đèn hay là giai đoạn sao trổ chúng ta vẫn phun được bình thường. Và cái nữa là mình có cộng được với sản phẩm khác hay không? Thì chúng tôi trả lời là được. Ví dụ như chúng ta cộng với là Vitaco 40WG để trừ con sâu cuốn lá và sâu đục thân, hay là cộng với sản phẩm mách 050OC để chúng ta trừ con sâu cuốn lá, hoặc là chúng ta cộng với lại Z50WG để chúng ta trừ con rầy nâu trên ruộng lúa, hay là mình cộng luôn cả với cái Filia 525SE để trừ cái đạo ôn trên lúa của mình. Đó là những giải pháp của chúng ta có thể áp dụng đối với cái sản phẩm Relate Extra này. Vâng, và phần chia sẻ của chúng tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong video kỳ sau. Hãy bấm đăng ký và chia sẻ để cập nhật video mới nhất nhé. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.